Hello, xin chào chúng mừng bạn đến với VR Academy. Mình là Zido từ VR Studio. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để thêm game Liên Minh Huyền Thoại vào OBS. Và đây là một câu hỏi rất nhiều bạn đã hỏi mình. Ok, mình sẽ làm thật nhanh nha. Bây giờ chúng ta sẽ bật Liên Minh lên và OBS lên. Đây, chúng ta có Liên Minh và OBS. Trước tiên mình sẽ add cái clan OBS này trước. Bây giờ các bạn vào OBS, các bạn chuột phải vào mục Show, các bạn chọn Add, các bạn chọn là Window Capture. Window Capture nha, chứ không phải là Game Capture nha các bạn. Window Capture. Ok, bây giờ các bạn sẽ đặt cái này là Clan UX gì đó, hay là đặt cái gì đó các bạn muốn cũng được. Và nhấn OK. Và bây giờ ở đây cái mục mà cái mục mà Window nè, thì các bạn click vào, các bạn chọn cái mục mà click Clan UX.se, click of Legion. Đây nó đây, các bạn click vào. Bạn nếu như các bạn muốn để chuột thì các bạn giữ nguyên, còn nếu không thì cứ tắt cái dấu capture cursor này đi. Còn mình thì mình muốn để chuột, mình sẽ check nó. Ok, đây. Như là các bạn đã có được cái này là cái UX rồi. Đây là cái bên ngoài thôi. Ý là đây là cái bảng mà khi mà các bạn vào trận, cái này gọi là cái bảng lobby đó các bạn. Khi mà các bạn vào lobby thì nó sẽ là cái bảng này ở trên OBS đó. Các bạn sẽ thấy mình đã add vào được cái clan lobby. Bây giờ mình sẽ vào test thử. Mình sẽ vào test thử cái tập luyện nha. Mình sẽ vào phòng tập. Mình sẽ vào phòng tập để mà tập luyện. Và mình sẽ add cái clan game vô. Shurima, your emperor has returned. Đây, sau khi mà cái game Liên Minh nó bắt đầu vào game rồi đó thì cái clan UI nó sẽ mất nha các bạn. Cái clan UI nó sẽ mất. Bây giờ trên màn hình của bạn là cái màn hình game, nhưng mà trên OBS thì có vẻ là không phải màn hình game. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó lại. Các bạn ở trong game á, các bạn nhấn exit. Các bạn chọn một hình ảnh. Các bạn ở chế độ các bạn chọn là không viền. Các bạn nhấn OK. OK đó. Ngon lành cành đào rồi đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ Enlist tab ra ngoài một chút. Và đây chính là trên OBS của các bạn, nó vẫn chưa nhận được cái game. Bây giờ khi mà các bạn Enlist tab ra thì game nó hơi lắc, nên các bạn sẽ thấy nó hơi giật giật. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu add game vào. Bạn vào OBS, các bạn chụp phải vào, bạn vào OBS này, các bạn chụp phải vào mục Show. Các bạn chọn mục Window Capture. Các bạn chọn là đặt tên là Clan Game. OK. Và bây giờ ở mục Window các bạn chọn là cái League of Legends.se nè. Cái mặt League of Legends Clan á. Đây. OK, các bạn nhấn OK. Rồi, xong rồi. Đã coi như xong rồi đó các bạn. Đây, và coi như chúng ta đã add thành công cái game Liên Minh vào trong OBS. Và nó đã rất là mượt nha các bạn. FPS chúng ta lên tới 300 lần các bạn. FPS lên tới 300 nên cái việc mà di chuyển nó sẽ bị lắc. Để tránh mà cái tình trạng này, hình như hồi đó mình có cách để giải quyết nó, chính là chờ đồng bộ dọc. Đây đó. Các bạn chờ đồng bộ dọc thì nó sẽ tự giữ cái FPS thành 60. Và các bạn có thể điều chỉnh nó rất là mượt. Và đây mình đã chuyển qua cái OBS để các bạn thấy được cái độ mượt của nó. Đây. Sau khi mà mình chọn đồng bộ dọc thì nó sẽ không có bị cái việc mà click liên tục vậy nữa. Ok, và đây chính là cách để add game Liên Minh Huyền Thoại vào OBS mà không bị màn hình đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn xem nội dung tại VR Academy. Và nếu có vấn đề gì hãy comment ở phía dưới nha. Chúc bạn hãy vẽ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.